Xin chào tất cả các bạn. Đây là video review sản phẩm camera IP modem LF520 tại cảng longmobi.com. Thì như các bạn nhìn thấy trên video, đây là quy cách đóng gói của sản phẩm. Đó, hộp màu vàng đặc trưng và tất cả thông số đều bằng tiếng Việt nha các bạn nhé. Hướng dẫn cài đặt rất là dễ dàng. Thì các bạn nhìn thấy đây, sản phẩm này là camera IP dùng được cho cả iPhone và Android. Đó, mình cùng nhìn qua một vài thông số trên hộp vỏ hộp nhé. Đây, các bạn chỉ cần lấy điện thoại quét cái QR code này là ra cái phần mềm của nó thôi. Đây là modem 5210 cộng. Đó, ok. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm cho bạn xem. Đấy, rất đơn giản đây. Ok, chúng ta sẽ có một cái camera IP ở đây. Đó. Ok, mình sẽ bỏ qua bên này. Tất cả phụ kiện lắp đặt là ở dưới nha các bạn nhé. Các bạn phải nhấc ra này. Chúng ta sẽ có một củ nguồn 5V 2A, một cái đế lắp đặt và một bộ ốc vít để chúng ta xoáy vào tường nữa. Đó, ok. Thì đây là toàn bộ những cái phụ kiện đi kèm với lại cái camera này. Mình sẽ để đây cho bạn xem. Đó, đây có 3 phụ kiện chính nha các bạn nha. Một cái đế lắp đặt này, một cục nguồn 5V 2A này và bộ ốc vít. Ok. Thì sau đây mình sẽ nói rõ hơn về cái camera IP này. Thì như các loại camera trên thị trường thôi, thì đây là camera sử dụng mạng không dây kết nối với wifi. Đó, thì các bạn nhìn thấy đây là modem nhìn cả ngày lẫn đêm nhé. Nó có rất nhiều đèn hồng ngoại xung quanh này. Đây một mắt camera chính. Thì như nhà sản xuất công bố thì cái camera này độ phân giải đó là 720p. Đó, cùng nhìn kỹ nhé bạn nhé. Camera có thể xoay lên này, xuống này, sang trái sang phải, quay 360 độ, có nghĩa là nó quen một góc rất là rộng nhé bạn nhé. Đó, trên hai bên camera chúng ta có cả loa nữa để truyền tải thu âm thanh từ nơi phát ra tiếng động để phát ra cái qua cái camera này. Có nghĩa là chúng ta có thể trò chuyện đấy, chúng ta nói chuyện vào điện thoại thì ở nhà loa nó sẽ phát qua đây. Đó, bên này cũng có một cái loa nữa. Đó, nó xoay 360 độ nhé, khả năng quét rất là rộng. Đằng sau chúng ta có thể thấy nổi bật lên là hai cái anten thu wifi rất là tốt này, nó đảm bảo tín hiệu wifi vào là rất ổn định. Nếu mà wifi yếu thì chúng ta có thể dùng một cổng mạng LAN đây cắm vào là ok thôi. Một khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 64GB. Đó, đây bên này là cổng nguồn, cổng cắm nguồn 5V 2A đấy. Đó, đây là một cái đèn tín hiệu thôi. Khu vực đằng phía dưới này chúng ta có một lỗ reset, chúng ta phải chọc reset trước khi cài đặt nhé. Và lỗ bắt cái đế. Thì đây mình sẽ thử bắt cái đế này cho các bạn xem. Cái đế này rất là dễ đây. Đây các bạn chỉ cần nhìn. Đó, đây. Bắt vào tường nhé bạn nhé. Đấy, nó sẽ như này. Đây, lắp đặt nó sẽ đơn giản này thôi. Đó. Thì đây là cái video mình review sơ qua về cái sản phẩm camera LF5210 Plus ở cửa hàng longmobi.com. Thì mình bạn nào ở Thái Nguyên mà có nhu cầu lắp camera thì cứ alo cho cả mình sẽ hỗ trợ lắp tại tận nhà. Đó, với chính sách bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1. Thì một lần nữa các bạn nhìn lại những phụ kiện đi kèm theo cái camera này. Đó. Thì mình xin kết thúc video review ở đây. Thì bạn nào mua hàng thì cứ comment lại bên dưới. Nếu có gì thắc mắc thì cũng comment luôn. Nếu lắp đặt thì cứ côn số điện thoại trên màn hình. Thì hẹn gặp lại các bạn ở cái video hướng dẫn cài đặt cái camera này. Xin cảm ơn các bạn.